Tay bên phải thì sẽ đặt một phần hai hết, sẽ đánh 1 và 2 và 3 và 4 và chân thì sẽ chân kích thì sẽ vào phách số 1 và phách số 3, tay trái thì sẽ đánh vào phần phách số 2 và phách số 4. Tôi sẽ làm mẫu nhá. 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4 và lại nhé. 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4. Đấy, bây giờ sẽ bắt đầu từ hành chậm thôi. 1 nhưng mà đoạn này sẽ là đoạn dồn. Sau khi mà đánh 1 và 2 và 3 và 4 và nó vào cái này và 1 thì mình sẽ đánh 2 vòng và dồn 1 nhịp. Dồn sẽ là 1 và đấy, hết cái và tức là phách 1 2 cái, phách và 2 cái sẽ đánh chân kích thì sẽ dậm vào phách số 1. 1 và 2 và 3 và 4. Mỗi cái là 1 và 1 và 2 và 3 và 4 và. Đấy. Giờ thế là tức là mỗi cái sẽ là 4 phách. 1 và thì sẽ là đánh một cái này, 2 và 3 và cũng là sẽ đánh như sau. Một, chân kích thì sẽ vẫn sẽ dậm vào phách số 1 và phách số 3. 1 và 2 và 3 và 4 và 1. Đấy. Chân kích vẫn sẽ dậm vào phách số 1 và phách số 3. Tay thì sẽ đánh đều vào 4. Mỗi tum này snare là 4 cái. 1 và 1 và 2 và 3 và 4 và 1. Đấy, một thì sẽ đánh vào đây. Và sau khi đánh xong mình sẽ kết hợp cứ hai lần hai cái vòng đấy, 1 và 2 và 3 và 4, hai vòng như thế. 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 4 và 2 và 4, 1 2 và 4, 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Chậm, à. bỏ cái đấy ra cho đỡ ấy. Bỏ cái đấy rồi. Đó. Một và một và hai và ba và bốn và một và hai và ba và bốn và một. Nhưng mà một thì sẽ vào chân là bên tay phải chứ. Một chậm nha. Một và hai và ba. Một và hai và ba và bốn. Một và hai và ba và bốn và một. Chân phát số 1 và số 3. Đấy là phát kích cả cái này và cái này. Okay. Rồi. 2, 3. Làm như này được. Tiếp tục tập luyện nhé. Tạm dừng lại để chúng ta tiếp tục tập ạ.